quý vị và các bạn trở lại với trận đấu giữa K10 và K14 trong khuôn khổ lượt 2 của giải bóng đá SV Liga năm 2014. Giải đấu hướng tới ngày kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. K10 như thường lệ trong trang phục áo xanh, quần xanh và tất lung tung. K14 trong trang phục áo trắng, quần trắng và tất cũng lung tung lốt. Hiệp 1, K14 sẽ đảm nhiệm cầu môn phía bên tay phải, K10 sẽ đảm nhiệm cầu môn phía bên tay trái. Các đội đang nghe phổ biến một số điều luật mới của giải năm nay. Do năm nay K15 sang với số lượng ít và không thể thành lập được một đội bóng mới, vì vậy các cầu thủ trẻ của K15 sẽ thi đấu dưới màu cờ sắc áo của K14. Đội hình ra quân trong trận đấu ngày hôm nay, bên phía K10 thì bên Quang Trực, Cao Vệ, Văn Minh, Tuấn Hải, tiền đạo bộ đôi Cao Nhật và Bá Hiệp. Phía bên K10 4 thủ môn là Duy Hưng, các tiền đạo Mạnh Thiêm, Thế Anh và hai cầu thủ được bổ sung mới, một là Bình Kiên và Văn Kiên của từ K15. Một số lỗi về trục trặc kỹ thuật do tình hình sân bãi không đảm bảo, vì vậy là chúng tôi đã chuyển địa điểm có máy quay. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với trận đấu. Hiện nay quyền đá phạt đang thuộc về các cầu thủ K14. Vừa rồi là một tình huống dốc bóng và dứt điểm ngay của Tuấn Hải nhưng bóng đi không chính xác. Các cầu thủ trẻ K14 với lực lượng được bổ sung từ phía K15 và với một lực lượng cổ vũ trẻ nhiệt huyết, lực lớn của ở vị trí quay này, chúng ta sẽ được nghe thấy nhiều các cái tiếng chỉ đạo trực tiếp của Văn Tú. Không phải là tình huống bóng chết, theo luật là bóng tình huống đá biên là bóng phải chết. Tốt rồi, tốt rồi. Nhường máu vô mẹ. Nguy hiểm. Vừa rồi là một phát. Lấy ra, lấy đi. Tốt em. Liên tiếp là các tình huống chỉ đạo chiến thuật từ phía ngoài sân. Rất nguy hiểm. Ôi ơi, hãy ơi, có rồi em. Có rồi em. Về đi ha. Về đi ha. Bảo về, về đi. Về thẳng đi. Ôi. Có rồi em. Rồi. Tình chuyên nào có bóng. Pha không hiểu ý. Nguy hiểm. Đừng có ham lên nha Cang nghe. Bóng nào về đây, về đây, về đây. Bóng ngay của Mạnh Thiêm. Bóng đi không chính xác. 1-1 đâu, 1-1 đâu. Ai cái này đâu. Hết sức đáng tiếc. Và các bạn nhìn
sinh quái của Văn Minh. Bóng luôn quẩn trước khung thành. Bóng chạm tay của thủ ma số 8. Và Quyền đã phạt chơi cùng về các cầu thủ K10. Chắc chắn sẽ này là một pha sút tạt trực tiếp. À không, bóng được chuyển sang Tấn Hải. Tấn Hải sút tạt. Một trong số những điểm yếu của các đội trẻ, của các đội bóng trẻ đó là khả năng tận dụng thời cơ cũng như duy trì được nhịp độ của trận đấu. Trẻ K14 cũng đang mắc phải cái lỗi như vậy khi mà họ chưa thể tận dụng được các cơ hội mà họ có thể tạo ra. Tiếp tục lại là những đường đạn bóng ngắn thế nào. Bóng đã chạm chân, chạm tay của Đức Minh. Và tiếp tục lại là một pha đá phạt từ giữa sân. Thế Anh đứng trước bóng này làm gì? Sút trực tiếp. À không, anh chuyền cho Mạnh Thiềm. Mạnh Thiềm đã bóng một nhịp và dứt điểm ngay, nhưng bóng tiếp tục lại không bị chính xác. Nguy hiểm. Wow. Rồi Thái Hưng đã không thể làm gì hơn trong tình huống vừa rồi. Khi mà anh không có sự hỗ trợ cần thiết, hai bàn đồng hồ, hai bàn đã được thiết lập. Trong tình huống vừa rồi tổng số lỗi đã là 6 lỗi và sẽ là một quả đá phạt từ giữa sân. Sút sẽ là Mạnh Thiềm. Bóng không được chính xác. Vừa rồi thì một pha ra chân rất mạnh và kèm bốn nút cả giày của Mạnh Thiềm. Sẽ quay lại với hiệp 2 của trận đấu giữa K10 và K14. Hiệp 2 của trận đấu thì phía các cầu thủ trẻ K10, các cầu thủ K10 lập tức có sự thay đổi khi mà Quang Trương tự đẩy lên đá ở vị trí tiền đạo, trong khi Phú Quốc sẽ được điều vào bắt thủ môn. Như là bóng sẽ được dồn nhồi nhiều cho vị trí của Quang Trương để anh có thể ghi được bàn thắng. Dứt điểm treo góc và Thái Hưng đã không thể làm gì được trong tình huống một pha treo kèm hết sức hơi hình của, nhưng mà cũng phải đáng khen cho tình huống vừa rồi khi mà Quang Hiệp cũng pha treo kèm hết sức thoáng. Làm gì Tuấn Hải? Sút xa. Tình huống chào bóng bổng từ phía sân nhà của Mạnh Thiềm rất khó để qua được cái đầu của Tấn Hải. Rất khó trong tình huống vừa rồi. Tỷ số lúc này đã là 4-0. Khi mà đang bị dẫn trước đến 4 bàn. Một tên gì? Bá Hiệp đã kiến tạo cho Quang Hiệp nâng chỉ số lên 5-0.
sự dễ dàng của ba hiệp khi mà dâng lên tìm kiếm bàn danh dự. Chính điều đó đã tạo ra những khoảng trống ở phía bên dưới và dường như đã có những cái dấu hiệu xuống sức của các cầu thủ bên phía Cameroon khi mà những pha vá bóng của họ ở tuyến phòng ngự là không dứt khoát. Văn Kiên đã hơi cá nhân đúng vừa rồi. Vừa rồi nếu như Văn Kiên có thể đẩy ra cho Đình Thuyền hoặc Thế Anh thì có lẽ là tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-6. Về phía các cầu thủ K10 với kết quả này, các cầu thủ K13 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, trận đấu giữa K13 và K14 sẽ là trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng vào bán kết, và với kết quả này thì lợi thế sẽ dành cho các cầu thủ trẻ K14 khi mà họ chỉ cần một kết quả hòa giữa các cầu thủ K13 là đã giành vé vào. Xin tạm biệt quý vị và các bạn, chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Chào thân ái và tạm biệt.